Xin chào quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Real Propbox. Hôm nay Phụ xin giới thiệu đến quý anh chị nhà đầu tư một tòa nhà đẹp với góc hai mặt tiếp giáp với đường chính và hẻm hông, mặt còn lại là không gian thoáng đãng tiếp giáp với lối đi nội bộ. Cả ba mặt đều có cửa sổ lấy sáng và lấy gió tự nhiên. Hiện gia chủ đang chào mức giá là 108 tỷ đồng. Đây là mức giá thương lượng dành cho khách hàng thiện chí. Khi xem lại lịch sử giao dịch của tòa nhà này, vào các năm 2019 đạt giá là 77 tỷ, 2021 đạt giá 89 tỷ và đầu năm 2023 là 140 tỷ. Và hiện tại mức giá cập nhật mới nhất Vũ có từ gia chủ đã giảm 32 tỷ xuống còn 108 tỷ, đó là mức giá thương lượng. Tương đương tỷ lệ tăng giá hiện tại đạt 40% so với cách đây 4 năm. Do tình hình khủng hoảng và thị trường đã giảm giá nhiều, nên chủ nhà cũng theo xu hướng đưa ra một mức giá phù hợp cho nhà đầu tư mới. Sau đây, Vũ xin mời quý anh chị hãy tiếp nhận những thông tin về tài sản này và những đánh giá chung về tính khả quan khi đầu tư vào tài sản. Tòa nhà có diện tích là 8.4m x 18.5m. Phần diện tích công nhận là 150m2, với kết cấu bao gồm hầm, trệt, lửng, 5 lầu và sân thượng. Tổng sàn khai thác thương mại với diện tích net là 888m2. Đây là một con số đẹp về phong thủy, sẽ mang lại phát tài cho người kinh doanh. Gia chủ đang chào mức giá là 108 tỷ. Hiện tòa nhà đang được tập đoàn công nghệ Gardit thuê với mức giá 350 triệu đồng mỗi tháng, hợp đồng thuê dài hạn. Vị trí nằm tại đường Nguyễn Văn Thủ, đoạn giữa Nguyễn Bính Khiêm. Khu vực này rất thông thoáng, dễ di chuyển sang các quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận, với các tuyến đường thoát ven sông như đường Trường Sa và Hoàng Sa hướng về Trương Định, tiến vào trung tâm quận 1 hay quận 3. Tại đây, quý anh chị có thể di chuyển vào trung tâm chỉ với thời gian 5-10 phút xe hơi, tùy vào mật độ giao thông trên từng tuyến đường này. So với mức giá thuê khoảng 300 cho tới 350 triệu đồng mỗi tháng, thì tính toán ra tỷ suất lợi nhuận cho thuê đạt khoảng 3.5 cho tới 4% một năm. Đây là một tỷ suất tốt cho một tòa nhà tại vị trí trung tâm, vừa đạt về tính khan hiếm, vừa tiềm năng tăng giá trong tương lai. Thì Vũ tin rằng đây là một cơ hội độc đáo để sở hữu một bất động sản có giá trị và tiềm năng tại khu vực trung tâm quận 1. Hiện tại, mọi dòng đầu tư đều hướng vào trung tâm, được xem là nơi lưu trú an toàn cho dòng vốn dài hạn. Nếu quý anh chị, bạn bè quan tâm đến cơ hội đầu tư này, xin vui lòng liên hệ Vũ theo số điện thoại 0988 196819 19 để biết thêm thông tin chi tiết và sắp xếp lịch tham quan tòa nhà. Vũ xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại trong những cơ hội đầu tư tiếp theo.